Bphone 3 giá chỉ 6.990.000 đồng. Chi tiết xem tại bphone.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê, chúng ta lại gặp nhau trong một vlog điện thoại rồi. Và cái vlog điện thoại lần trước ấy, thì chúng ta đã cùng bàn luận với nhau một cái chủ đề, đó là tại sao iPhone lại giữ giá sau nhiều năm lên kệ. Và ngày hôm nay, giữ đúng lời hứa với cả các bạn thì mình sẽ làm một cái video đó là những cái hãng điện thoại nào có thể coi là giữ giá nhất ở thị trường Việt Nam bây giờ. Đó, thì nếu mà chúng ta nói về việc là iPhone có phải là hãng điện thoại giữ giá nhất ở Việt Nam hay không, thì mình thấy là đối với cả hàng chính hãng thì gần như đúng là như vậy. Bởi vì là nếu mà iPhone 10 này, cách đây khoảng 1 năm khi mà họ bán hàng chính hãng ra khoảng hơn 1 năm đấy, thì mình thấy là giá của nó cũng xấp xỉ khoảng 25-26 triệu gì đó. Thì bây giờ thì nó vẫn còn khoảng 23 triệu cho tới 28 triệu nếu mà chúng ta lựa chọn bản 256GB. Đây là đối với cả hàng chính hãng đấy. Còn nếu mà chúng ta muốn tiết kiệm tiền hơn, chúng ta cũng vẫn muốn mua một cái sản phẩm có thể coi là hàng gần như là mới 100%, gọi là hàng CPU ấy, thì chúng ta có thể tham khảo qua iPhone 10 bản 64GB, hàng CPU đang được bán tại Di Động Thông Minh với mức giá là khoảng 18.7 triệu. Đấy, còn với mức giá khoảng 20.7 triệu thì chúng ta sẽ lựa chọn là phiên bản 256GB. Thì với mức giá như này thì mình thấy là kể cả hàng CPU của nó cũng đã là giữ giá rồi. Đấy là còn chưa kể cái iPhone 7 Plus hàng CPU vẫn đang được Di Động Thông Minh bán với mức giá là khoảng 11.5 triệu. Thì thực sự là đúng là iPhone là cực kỳ giữ giá, đặc biệt là đối với những sản phẩm iPhone mới. Thì mình vẫn đánh giá là iPhone là giữ giá nhất Việt Nam nếu mà chúng ta tính theo cái tham chiếu là tỷ lệ phần trăm nhé các bạn nhé. Nhưng mà chính vì cái giá trị ban đầu bỏ ra để mua các sản phẩm iPhone ấy nó là quá lớn, nên là thành ra về giá trị tuyệt đối thì là iPhone cũng không phải là quá giữ giá đâu. Ví dụ như là bây giờ chúng ta có thể mua được iPhone 10 với mức giá rẻ hơn khoảng 4-5 triệu so với cả cái thời điểm ngày xưa, nghĩa là về giá trị tuyệt đối nhé. Thì nếu mà giả sử bây giờ chúng ta đưa ra một sản phẩm đấy là Xiaomi Mi 8 đi, ngày trước giá nó khoảng 10 triệu, bây giờ còn khoảng 7.5 triệu. Đấy là một mức giá mình thấy là tương đối giữ giá rồi. Đấy là còn chưa kể hàng chính hãng nhé, thì mình nghĩ là nó còn giữ giá hơn hàng sách tay cơ. Đấy, hàng sách tay thì bắt buộc phải cạnh tranh về giá thì nó làm gì rồi. Nhưng hàng chính hãng thì có thể thời điểm đầu về khoảng 11-12 triệu nhưng bây giờ vẫn phải mua với mức giá là khoảng 9-10 triệu thì mình thấy là nó cũng đã là khá là giữ giá rồi. Tiếp theo nữa nào, Mi 8 SE. Cái thời điểm đầu nó về nó rơi khoảng 6.5 triệu, bây giờ nó chỉ còn khoảng 5.5 triệu thôi. Đấy, thì nó giảm có 1 triệu thì mình thấy là như thế là giữ giá. Rồi là Redmi Note 5 Pro, cái thời điểm mà giá của nó ổn ổn một tí, nó rơi khoảng 3.5 triệu, bây giờ cũng chỉ còn khoảng 3 triệu thì nó tụt giá là rất ít. Vậy là Xiaomi mình thấy là một trong những hãng điện thoại cũng rất giữ giá ở Việt Nam. Ở video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không bàn luận xem là hãng điện thoại nào giữ giá nhất, bởi vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm, phụ thuộc vào tỷ lệ phần trăm hay là chúng ta sẽ theo tham chiếu là giá trị tuyệt đối. Đấy, nhưng mà Xiaomi là một hãng điện thoại giữ giá rồi. Tiếp theo nữa nào, bất ngờ sẽ ở đây này. Các bạn sẽ thấy là Vsmart nhé, những cái sản phẩm của nó gần đây mới được giảm giá có 500.000 thôi. Nhưng sau khi giảm giá 500.000 thì sao? Thì Vsmart Active 1 là sản phẩm có RAM 4 chip 660 rẻ nhất ở trên thị trường hàng chính hãng. Rồi là Active 1 Plus RAM 6 chip 660 rẻ nhất ở trên thị trường hàng chính hãng, thậm chí còn rẻ hơn cả phiên bản RAM 6GB của Realme 2 Pro, một sản phẩm có thể coi là rất là rẻ rồi. Mình đã có một cái video riêng nói về cái việc là những cái sản phẩm điện thoại Việt giảm giá đấy. Đấy, thế thì tại sao Vsmart và Xiaomi nó lại tương đối là giữ giá như thế, nó chỉ giảm một tí ti? Bởi vì cơ bản là mức giá khởi điểm của nó đã rất là rẻ rồi, bởi vì những hãng smartphone này là họ tập trung vào giá rẻ mà. Đấy, nên là cơ bản là giá khởi điểm lúc đầu đã rẻ rồi thì làm sao có thể giảm được nữa, giảm nữa thì hóa ra là họ chịu lỗ à, đúng nào. Tiếp theo nữa, Bphone thì sao? Bphone không đi theo trường phái giá rẻ, nhưng các bạn cũng biết là một số đơn vị bán hàng chính hãng của Bphone bây giờ họ cũng chỉ giảm giá khoảng 500.000 cho tới cùng lắm là 1 triệu thôi, với mức giá là khoảng 6.9 triệu. Giảm như thế là mình thấy là cũng không phải là giảm quá nhiều. Đó còn chưa kể là Bphone 3 Pro đi, kia vừa rồi là mình nói về Bphone 3, thế còn Bphone 3 Pro thì sao? Thậm chí là mình chưa thấy có động thái gì là Bphone 3 Pro có giảm giá cả. Đấy, vậy là như thế là giữ giá chứ. Còn không cần biết là mọi người có mua hay không nhé, không cần biết mọi người có mua hay không, quan trọng nhất là giá nó có thay đổi hay không. Thế còn những cái hãng điện thoại mà họ tập trung vào cái việc là tối ưu hóa lợi nhuận rất nhiều, ví dụ như là Samsung chẳng hạn, thì các bạn tưởng tượng là những cái sản phẩm Z2 Core, Z4 Core, Z4 Plus, Z6 Plus, thậm chí bây giờ bán còn khó có người mua chứ chưa nói gì đến chuyện là giữ giá hay không. Đó là những sản phẩm tụt giá mình nghĩ sẽ là rất rất nhanh. Đấy, chúng ta sẽ không tính xem là bây giờ nó tụt giá bao nhiêu nhé, bởi vì là hàng mới có thể là nó sẽ không còn bán nữa. Hàng cũ thì vô vàn lắm, thậm chí là khi mấy trăm nghìn con Z2 Core với Z4 Core chưa chắc đã có người mua đâu. Đấy,
Thế thì bây giờ Samsung, những cái sản phẩm tầm trung của nó năm ngoái thì chắc chắn là nó sẽ tụt giá vô cùng nhanh rồi, thậm chí tụt giá nhanh hơn cả Xiaomi luôn. Đấy, nhưng chúng ta hãy tính xem là Galaxy Note 9, Galaxy S9, S9 Plus thì sao? Đấy, liệu nó có tụt giá nhanh hay không? Thì câu trả lời đó là nó có tụt giá, nhưng mà nếu mà so với cả các sản phẩm Android thì những sản phẩm flagship của Samsung tụt giá chậm nhất. Đấy, tất nhiên là về tỷ lệ phần trăm nhé. Còn mình thấy là nếu mà Samsung về flagship mà so với cả iPhone ý, thì chắc chắn là vẫn tụt giá nhanh hơn. Đấy, điển hình như là Galaxy Note 9 với cả Galaxy S9, S9 Plus chẳng hạn. Bây giờ giá của nó đã thấp hơn iPhone 10 rồi, đấy thì chắc chắn rồi, thấp hơn rất nhiều nếu mà chúng ta so sánh hàng mới. Đấy, mặc dù là giá khởi điểm của nó thậm chí là còn cao hơn cả những sản phẩm của Apple cơ. Đấy, nên là về tụt giá thì mình cảm thấy là flagship của Samsung vẫn là tụt giá tương đối nhanh. Tất nhiên nhanh ở đây là nhanh so với Apple thôi. Đấy, nhưng mà chính ra suy đi thì cũng phải tính lại, thì nếu mà tụt giá thì thậm chí là các flagship của Samsung thậm chí là tụt giá còn nhanh cả Xiaomi chứ. Đấy, Xiaomi ví dụ như là Mi 8 tụt giá như thế cũng ấy rồi, nhưng mà tụt giá đâu có đến mức độ là quá kinh khủng đâu nhờ. Rồi là cận cao cấp chẳng hạn, ví dụ như là con A9 chẳng hạn là tụt giá cực nhanh luôn, hoặc là mấy con dòng A tụt giá cực nhanh luôn. Mà nếu mà so sánh với cả cái sản phẩm cận cao cấp của Xiaomi đấy là Mi 8 SE thì thậm chí là Mi 8 SE tụt giá còn chậm hơn đấy chứ, đúng nào. Thế còn những cái hãng khác thì sao? Những hãng khác ví dụ như Huawei, Oppo này thì mình thấy là mức độ tụt giá nó xem với nhau. Vivo thì tụt giá nhanh hơn một tí. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ liệt kê ra là những hãng điện thoại nào tụt giá nhanh nhất ở Việt Nam. Thì mình thấy là có Sony này là tụt giá cực kỳ nhanh luôn. Bởi vì sao? Bởi vì những sản phẩm Sony ban đầu định giá rất đắt. Đắt luôn ấy, chứ không phải là giá cao đâu, giá cao nhưng mà nó phải phù hợp với cả nhu cầu của người dùng ấy. Đắt nhưng mà nhu cầu ít ấy, thì sau này nó sẽ tụt giá rất nhanh. Điển hình là con XZ2. Giá lúc đầu khởi điểm là khoảng 18 19 triệu. Sau này sau có mấy tháng thôi, giá tụt thảm hại còn có 12 triệu. Đấy, và thậm chí bây giờ nếu mà chúng ta mua hàng cũ nó chỉ còn khoảng 7-8 triệu thôi. Đúng nào, Sony là cái thứ nhất. Thứ hai là HTC. Ui, HTC thì có truyền thống tụt giá nhanh vô cùng. Không phải là bây giờ đâu mà từ ngày xưa cơ. Những cái con kiểu như HTC 8X thì thậm chí là tụt giá tới 70% này. Rồi là không biết các bạn trong số những người đang theo dõi video này, các bạn có cùng thời với mình hay không, nhưng mà cái thời của mình ấy là cái con HTC One E8 ấy. Con đấy tụt giá nhanh lắm. Mà lúc đấy mình kết con đấy cực kỳ luôn, cách đây khoảng 4 năm. Nhưng mà thực sự là không có tiền mua lúc đấy, khi mà giá nó về 6 triệu con đấy cũng rất là ngon. Đấy. Rồi là HTC 10 cũng giảm giá rất nhanh, rồi là HTC Ultra cũng giảm giá nhanh. Đấy, còn nó mấy triệu thôi. Đấy thì thực sự là HTC là sản phẩm hãng điện thoại cũng thuộc dạng top tụt giá nhanh nhất. Và cuối cùng là gì? Đó chính là cái ông LG. LG thì tụt giá thảm hại luôn. Thậm chí là hàng mới là chúng ta còn cảm thấy là không thể xuất hiện ở thị trường Việt Nam nhiều nữa. Và chỉ xuất hiện ở dạng gọi là hàng siêu lướt thôi. Kiểu như là LG G7 bây giờ cũng chỉ khoảng 7 triệu rưỡi. Rồi là LG V30, V30 Plus cũng chỉ loanh quanh khoảng mốc 6 triệu. Nó tụt giá nó quá nhanh, nó quá thảm hại luôn. Rồi là LG G5 còn khoảng 3 triệu, G6 còn khoảng 4 triệu. Tụt giá thế thì quá kinh khủng luôn. Đấy, thì đấy là những cái hãng điện thoại mà giữ giá với cả tụt giá nhanh nhất ở Việt Nam. Còn đối với cả cá nhân mình ấy, thì mình vẫn luôn luôn giữ quan điểm đấy là nếu mà về tỷ lệ phần trăm tụt giá thì iPhone sẽ là tụt giá chậm nhất. Còn hiện tại thì mình hơi bất ngờ với những hãng điện thoại tụt giá chậm, ví dụ như là Vsmart hay là Bphone. Đó, còn lại thì Xiaomi thì không bất ngờ lắm bởi vì cơ bản là mức giá của nó đã đề ra, nó đã rất là sát rồi. Đó, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về những cái hãng điện thoại giữ giá nhất cũng như là tụt giá nhất Việt Nam? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Và nếu mà các bạn muốn mình làm thêm những cái vlog nào nữa, những cái chủ đề nào nữa thì cũng có thể comment lại để cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Không biết là sau này cái con iPhone 7 Plus với cả con iPhone 10 hàng CPU tại Diệu Thông Minh liệu nó còn giữ giá hay không nhỉ? Thôi cứ mua thôi.